Rồi, chào cả nhà mình nha. Tới hôm nay hai anh em mình lại đóng cá cả nhà. Đi với ông Hoàng cả nhà. Ông Hoàng đang cắm dưới đó. Cắm mà điểm mới nha cả nhà. Chào cả nhà. Rồi. Hai. Mình cắm mồi nhái nha cả nhà. Đây. Mình quay một hai cây đầu như thôi các bạn nha. Lát nữa mình thăm có dính mình quay cho mấy bạn xem nha. Rồi, giờ mình đi thăm cống cá cả nhà. Con hào nó mới ra nè cả nhà. Hào chào cả nhà các ơi. Chào cả nhà nha. Rồi. Đi. Bây giờ cũng thăm hai ba cây không có dính mấy bạn ơi. Không dính luôn mấy bạn ơi. Đây các bạn, Hoàng thấy dính con mấy bạn ơi. Khoan để tôi review cho các bạn xem nhé. Ôi, nhổ bự quá khó, nhổ đâu à, nhổ lên mấy con luôn. Nhổ lên luôn đi, không sao đâu, con này dính mép, căng lắm. Vớt nó, dỡ lên luôn đi. Cho y nè, dỡ lên luôn đi. Dính vô cỏ mẹ. Đây. Con đầu tiên mấy bạn ơi. Con này ăn sâu luôn á. Lóc đồng nguyên chất 100%. Lưới đi. Rồi, bơi ở lưới luôn. À. Con đầu tiên nha mấy bạn. 150 gram. Để vô lưới nha. Có dây không? Vô đó buộc rồi. Có vậy được rồi. Rồi, cái cái tiếp theo là quay tiếp luôn mấy bạn ơi. Chân dựng các kiểu à. Mà không có xài tới. Ừ, không dính mấy bạn ơi. Hồi nãy giờ mới được có con mấy bạn ơi. Chết nhái mình lâm. Có hàng anh em ơi, có hàng. Dính à? Dính. Có hàng mấy bạn ơi. Sướng anh em ơi. Kìa, cá kìa. Hay. Cá lóc nữa các bạn. Rồi vớt đây hả? Sướng. Con này nhỏ mấy bạn ơi. Không bự. Đục mất tiêu rồi. Rồi, lên hàng các bạn. Xúc dép rồi. Đục ngựa. Đây. Đây, Hoàng lấy vỏ cho nó Hoàng. Trời ơi, cắm xuống này mày đầm cắm gì? Còn thứ hai nha mấy bạn. Đây. Rồi, để vô. Thằng vỏ lên. Mở lưới ra cho mấy bạn xem mấy. Hai con nữa mấy bạn. Cắm lại nha. Rồi. Cái cây tiếp theo luôn mấy bạn.
Dạ. Có hàng, có hàng em ơi. Này, có hàng các bạn ơi. Sướng 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 sướng. Này, cá lóc nha các bạn. Gọi ngay cá nó chá. Dạ. Rồi để vớt luôn đi. Thả vớt nha. Nó nhảy mất tiêu. Vớt đi, xuống vớt đi. Bỏ dép cái. Xuống đi kỹ. Mình thì kinh nghiệm trong tình trường không mấy gì có. Đây, còn thứ ba nha mấy bạn. Con này trọng anh em. Dính mép. Đây bắt để lên đó. Ở mình giờ là bằng này là thuộc dạng hiếm hoi. Ba chú. Mình kích cá nhiều quá các bạn ơi. Bởi vì cá nó cũng ít. Trời ơi, con dây nó săn kìa. À. Rồi, còn hai đứa nó gài mồi cắm lại. Đây các bạn ơi, ai cắm ép dính ép các bạn. Đây. Buông người ta nha mấy bạn. Rồi mình đi tiếp mấy bạn ơi. Này. Cây này không biết dính không nữa mà nó quằn xuống rồi mấy bạn ơi. Quằn đọt luôn. Căng dây đưa luôn. Ê, dính cá kìa. Dính này dính mấy bạn ơi. Dính cá kìa. Đây, con này cũng nhỏ các bạn ơi. Rồi hào giới đây hào. Ở đây góc này nó hẹp quá. Con này nó chạy đầu hết trơn. Đây, con thứ tư nha mấy bạn. Nè, con này con thứ năm. Con dục nó xuống kênh với tội. Dục cá lóc xuống kênh kìa, không dục. Dục cá lóc xuống kênh. Đây, à. Thứ tư nha. Rồi. Mắt ngon nhái rồi. Rồi, giờ mình cũng thăm rồi mấy bạn ơi. Thì có 4 con các bạn ơi. Hoàng lấy ra cho các bạn xem thành quả Hoàng. Xong dưới đi lên. Đây các bạn ơi. 4 con nha mấy bạn. Rồi, để sáng nó dính mình quay tiếp cho các bạn xem nha. Chào cả nhà nha. Sáng nay hai anh em mình đi cuốn cắm cá cả nhà. Quảng đang cuốn. Phần chào cả nhà nha. Chào buổi sáng cả nhà. Nãy giờ cũng bao con cây với con nào cả nhà. Sáng sớm nắng quá. Mình chưa dính đâu, để lát nào có hàng để mình quay cho bạn xem nha. Rồi, sáng lên anh em mình bại trận rồi cả nhà ơi. Không có con nào luôn. Nước nó rút nhái nó hỏng hết trơn. Sáng này đổ ra cả nhà. Rồi chào tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà nha. Hẹn lại cả nhà ở clip sau nha.